Dạ Ngọc Ngân xin kính chào đại gia đình thân yêu. Thì hôm nay thì Ngọc Ngân tiếp tục giới thiệu cái đặc sản của Bến Tre, quê hương của Ngọc Ngân. Nhắc đến Bến Tre thì chắc chắn cái cây đầu tiên mà quý cô chú anh chị nhớ đến đó chính là cây dừa. Thì hôm nay Ngọc Ngân xin giới thiệu với quý cô chú anh chị ba cái loại dừa mà Ngọc Ngân đang cung cấp với số lượng lớn và được rất là nhiều quý cô chú anh chị khách hàng tin tưởng và lựa chọn luôn. Đó chính là dừa sim xanh lùng á quý cô chú anh chị. Thì dừa sim xanh lùng á thì những cái giống hồi xưa mình trồng lâu ơi là lâu luôn, khoảng là 5 cho đến 7 năm thì cây mới bắt đầu cho trái. Tuy nhiên những cái giống dừa sau này thì được lai tạo và thời gian cho trái rất là nhanh luôn. Ví dụ như ở địa phương của Ngọc Ngân á quý cô chú anh chị, nếu mà điều kiện đất thuận lợi và chăm sóc tốt thì có một chú ở gần nhà Ngọc Ngân thì đã trồng cây dừa thì là có 18 tháng là cây đã bắt đầu cho trái rồi á. Thì khi mà nói 18 tháng thì quý cô chú anh chị đặt rất là nhiều câu hỏi luôn, liệu có được như vậy hay không. Dạ không, thưa là thực tế được như vậy. Còn nếu mà quý cô chú anh chị ở những cái vùng khác thì có thể là điều kiện đất không thuận lợi với là do cách mình chăm sóc á, thì thời gian cho trái nó có thể là 2 năm rưỡi cho đến 3 năm á quý cô chú anh chị. Cây dừa thì nó không có đòi hỏi kỹ thuật phải nhiều nhưng mà phải chăm sóc đều. Cây dừa nói riêng cũng như các loại cây khác nói chung thì khi mà ví dụ như mình tưới nước đi hoặc là mình bón phân thì nó cũng phải đều. Ví dụ như ngày cuối tháng hoặc là đầu tháng hoặc là những cái giai đoạn mà cây nó cần chất dinh dưỡng thì mình phải bổ sung ngay những cái chất dinh dưỡng cần thiết cho cây để giúp cây phát triển. Thì quý cô chú anh chị có thể sử dụng những cái chất hữu cơ. Thì gia đình Ngọc Ngân luôn khuyên là quý cô chú anh chị hãy nên sử dụng phân hữu cơ. Thứ nhất là đảm bảo sức khỏe cho gia đình mình, thứ hai nữa là giúp cây phát triển bền và ổn định hơn. Thì hiện tại Ngọc Ngân đang cung cấp một cây giống dừa sim xanh lùng thì có giá là 50.000 đồng một cây. Khi quý cô chú anh chị lấy 5 cây thì Ngọc Ngân sẽ bao ship. Còn nếu mà khi quý cô chú anh chị đến nhà nè hoặc là mua số lượng lớn thì mới có giá sỉ cực kỳ ưu đãi luôn á quý cô chú anh chị. Thì dừa sim xanh lùng thì đây là một trong những cái loại dừa mà được quý cô chú anh chị tin tưởng và lựa chọn nhiều nhất. Và một cái loại dừa thứ hai nữa thì đó chính là dừa mã lai á quý cô chú anh chị. Thì cái dòng dừa mã lai này thì uống ngọt ngon hơn các loại dừa khác á quý cô chú anh chị. Rất là ngọt, rất là ngon luôn. Thì cái dừa mã lai này á, thì là ở ngoài thì sẽ có cái trái màu vàng vàng cam cam á, còn cái cây này thì sẽ có trái là màu xanh. Thì dừa sim á thì uống ngọt ngon thì quý cô chú anh chị đã biết rồi. Riêng cái dòng mã lai nữa thì một cái đặc điểm ưu việt của dòng dừa mã lai đó chính là độ ngọt của dừa nhiều hơn nè, rồi đặc biệt là cái màu cuống á quý cô chú anh chị. Những cái giống dừa khác á thì khi mà mình hái xuống thì trong vòng khoảng 4 cho đến 5 ngày thì cái màu cuống á nó sẽ thối và nó sẽ rụng đi. Riêng cái dừa mã lai thì mình có thể là để được 45 ngày. Dòng dừa mã lai thì là những cái dòng dừa mà chuyên xuất khẩu luôn á quý cô chú anh chị. Ở quê hương của Ngọc Ngân thì ở huyện Châu Thành nó có một cái ở cái xã Phú Túc và những cái xã lân cận thì đang trồng rất là nhiều dừa mã lai và có một công ty tới thì để thu mua và để xuất khẩu sang nước ngoài. Bởi vì cái dừa thì cái màu dừa nó bám rất là lâu, thì dừa mã lai thì cái vỏ rất là mỏng, mình thấy cái trái nhỏ thôi quý cô chú anh chị nhưng mà đổ nước ra thì rất là nhiều luôn. Và một cái loại dừa mã lai thì có giá là 60.000 đồng một cây, thì cũng 5 cây Ngọc Ngân bao ship và mua 10 cây thì Ngọc Ngân sẽ tặng một. Thì bên cạnh hai cái giống dừa này thì dừa sim dứa Thái Lan á quý cô chú anh chị thì cũng được quý cô chú anh chị lựa chọn, nhưng mà với cái số lượng ít hơn. Thì tại vì dừa sim dứa khi mà mình nhân giống bằng cách gieo hạt á thì cái độ chuẩn của cây á nó khoảng 50-50 thôi. Nếu mà quý cô chú anh chị muốn chuẩn giống 100% á thì là mình sẽ chọn những cái loại cấy mô. Tuy nhiên những cái loại này thì giá cả khá đắt đỏ luôn á quý cô chú anh chị. Giá dao động từ khoảng 2 triệu cho đến 2 triệu rưỡi một trái. Còn cái dừa này á khi mà Ngọc Ngân bán bằng cách gieo hạt như thế này thì chỉ có giá là 70.000 thôi. Trường hợp nếu mà cây của mình mà nó thơm mùi dứa ít hoặc là nó không thơm á thì mình uống như dừa sim vậy quý cô chú anh chị. Cái trái nó cũng to, rồi mình uống nó cũng vỏ nó cũng xanh, mình uống cũng ngọt cũng ngon luôn. Còn nếu mà mình may mắn mình trồng được một cái cây dừa dứa thì là rất là thơm thì nó rất là tuyệt vời luôn quý cô chú anh chị. Thì cái cách để phân biệt dừa dứa thì hôm trước em trai của Ngọc Ngân có chia sẻ với quý cô chú anh chị,
đó chính là có 3 cách, hay nói cách khác là có 4 cách, bởi vì cái cách thứ tư thì nó rất là cực kỳ đơn giản luôn, có nghĩa là mình chẻ tay dừa ra mình uống là cái trái đó là nó hơm dứa là hơm dứa, nhưng mà nói vậy chứ cây này là cây giống mà sao mình có thể chẻ mình lấy nước mình uống được. Dạ, còn ba cái cách còn lại thì nó rất là đơn giản luôn. Cách thứ nhất á, là mình sẽ bẻ cái lá này ra, mình lấy ống quẹt mình đốt lên, mình đốt lên là nó sẽ có mùi dứa bay lên liền. Và cái cách thứ hai nữa là những cái rễ non như thế này nè quý cô chú anh chị, khi mà mình bẻ ra thì nó vẫn thơm mùi dứa luôn á quý cô chú anh chị, cực kỳ hay luôn không quý cô chú anh chị. Đó là những cách mà để nhận biết dừa dứa, do đó là Ngọc Ngân sẽ giao chủng giống cho quý cô chú anh chị. Do đó là quý cô chú anh chị, tại vì những cái bí kíp mà Ngọc Ngân biết được đó là Ngọc Ngân và em trai Ngọc Ngân đã chia sẻ hết với quý cô chú anh chị rồi. Nếu như mà Ngọc Ngân bán không có đúng giống thì là quý cô chú anh chị sẽ biết được ngay luôn á quý cô chú anh chị. Tại vì những cái gì mà chia sẻ đó là những kinh nghiệm mà gia đình Ngọc Ngân thì đã trải qua. Mỗi gia đình thì có những cái kinh nghiệm hay, và mỗi người thì đều có cái hay để cho mình học hỏi. Do đó là Ngọc Ngân lúc nào cũng muốn nhận được nhiều sự đóng góp tích cực của quý cô chú anh chị, để Ngọc Ngân có thể hoàn thiện bản thân, hoàn thiện cây giống để mà cung cấp cho cho quý cô chú anh chị ngày một chất lượng và giá thành thật là hợp lý. Và chăm cây thật là khỏe và nhanh thu hoạch để đạt được giá trị kinh tế. Tại vì quý cô chú anh chị biết đó, hiện nay thì kinh tế gặp rất là nhiều khó khăn sau trận đại dịch Covid đó quý cô chú anh chị. Kinh tế nó chưa có phục hồi nữa, mà nó mang dây chuyền với nhau á. Cái ngành này bán không được thì cái ngành kia bán cũng không được luôn. Tại vì buôn bán không có tiền thì không có tiền, thì cũng không có sử dụng những cái dịch vụ ăn uống giải trí. Do đó là kéo theo nhiều ngành hàng rất là chậm phát triển luôn á quý cô chú anh chị. Do đó là trong thời kỳ khó khăn thì mình càng phải tập trung. Ngọc Ngân thì trong lúc mà năm nay thì sản lượng ship hàng đi thì nó giảm hơn mọi năm rất là nhiều. Do đó là nhà Ngọc Ngân thì cũng làm việc một cách rất là nhiệt tâm luôn, rất là tận tâm làm để mà có thể nghiên cứu những cái gọi là sưu tầm những cái giống mới, chứ không phải là dùng từ nghiên cứu thì nó không đúng. Tại vì những cái giống này thì nhập khẩu ở nước ngoài, rồi về thì em trai của Ngọc Ngân và cha thì sẽ tiến hành trồng thử nghiệm, nếu mà nó phù hợp với khí hậu Việt Nam, rồi nó cho trái ổn định thì Ngọc Ngân sẽ cung cấp ra thị trường. Trong nhiều video Ngọc Ngân có chia sẻ là những cái cây mà nhập về là hơn 5-6 năm rồi quý cô chú anh chị, có cây là coi như mất trắng vốn luôn, là mình không có thuần được, rồi mình không có sản xuất được là coi như mất trắng vốn luôn. Có một số loại cây ví dụ như là Hồng Quân Đài Loan thì rất là tuyệt vời, thì gia đình Ngọc Ngân đã có những cái cây bố mẹ rất là lớn luôn và đã tự nhân giống và tự cung cấp cho quý cô chú anh chị. Đó chính là niềm vui của mỗi ngày của gia đình Ngọc Ngân, đó chính là mang đến những cái giá trị cho quý cô chú anh chị. Thì cuối video Ngọc Ngân xin kính chúc quý cô chú anh chị lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe nè, có thật là nhiều niềm vui ở trong cuộc sống, bởi vì cuộc sống của mình rất là ngắn ngủi luôn á quý cô chú anh chị. Do đó là mỗi ngày thì mình sẽ tự tạo cho mình những cái niềm vui riêng, mà niềm vui của Ngọc Ngân đó chính là mang đến những cây giống uy tín chất lượng cho quý cô chú anh chị. Thì Ngọc Ngân xin kính chúc quý cô chú anh chị có sức khỏe nè, rồi có niềm vui ở trong cuộc sống nè, rồi làm ăn phát tài phát lộc. Và hãy nhớ là bấm đăng ký kênh, hãy nhớ mua hàng ủng hộ gia đình Ngọc Ngân nhé.